thay lời giới thiệu. Tên của tập bản thảo khiến tôi không khỏi bật cười, thấy thú vị quá đi và lập tức muốn đọc. Gã quân khu mặt cả bộ giỏng, đi giày tá, dắt xén trong người đến nhà người yêu. Lấy lưng một thuở thời bao cấp là đây. Nhà xuất bản không cho biết tác giả của bản thảo là ai. Nhưng bởi cái danh rất đặc hiệu, và nổi như cồn ấy mà chưa bắt đầu đọc tôi vẫn đoán chừng được tác phẩm này dựng khung cảnh của thời nào và tác giả thuộc thế hệ nào trai hà thành thời bao cấp ba chữ đó đè ám trong ký ức chỉ sau có chiến tranh tới mức đến tận bây giờ thỉnh thoảng tôi còn bất chợt thấy mình đang ba lô lộn ngược xuôi tàu bắc nam đắp đổi sống qua ngày giữa cái nền văn minh ba yêu rửa mặt bằng khăn mà kinh hoàng và mồ hôi hột choàng tỉnh và rồi mừng húng vì rằng chao ôi đây chỉ là một cơn bóng đè tuy nhiên sau mấy mươi năm trời mà vẫn nằm mộng ngoái cổ nhìn về như vậy thì có nghĩa là ngoại sự khiếp hải trong thâm sâu cõi lòng còn có cả nỗi nhớ nhung nữa. Thậm chí buồn nhớ, thương nhớ những tháng năm cơ cực đó. Và cũng bởi vì thế, do những ấn tượng cùng những tình cảm trái ngược rất khó tả của mình đối với thời bao cấp. Nên tôi luôn mong được đọc những tác phẩm văn học viết về nó. Tự truyện, hồi ký, truyện ngắn, tiểu thuyết, gì cũng được. Mà là về thời bao cấp tôi đều thích đọc. Cố nhiên phải hay mà hay thì hiếm theo như cách đọc và vốn liếng đọc của mình tôi không lựa được nhiều tác phẩm kể chuyện hà nội những năm cuối cùng cuộc chiến hay được như cuốn này nhưng mà bảo rằng đây là tác phẩm viết về thời hậu chiến bao cấp thì lại không hẳn tuổi trẻ học trò thời thanh thiếu niên của đời người mới thực là đề tài của quân khu nam đồng là một tự truyện nhưng là tự truyện tập thể nên tác phẩm này không theo giọng kể của ngôi thứ nhất không có nhân vật xưng tôi mặc dù vậy. Hòa mình vào hồi ức chung của anh em bạn hữu một thời khu gia binh, tác giả hiện hữu đậm nét qua cách nhìn và nghĩ, qua giọng văn và cách kể rất riêng. Có thể thấy ngay rằng tác giả của quân khu Nam Đồng không phải một nhà văn, hoặc chí ít không phải là nhà văn chuyên nghiệp. Bởi lẽ chuyên nghiệp viết văn thì không nhìn, không kể, không viết được như vậy. Phóng khoáng, mạnh bạo, dạng dĩ viết. Không tự gò mình vào những khuôn phép văn chương, không tránh né những chông gai hầm hố của hiện thực từng có trong số phận con người và trong đời sống xã hội một thời. Nhưng cũng không tô vẽ, bôi đen phủ hồng sự thật, tóm lại chân thực, hồn nhiên, tự nhiên 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 là đặc điểm nổi bật của văn phong tác giả. Tự nhiên nhiên nhiên, không gần một tỷ ti gì sự hành văn, đây là một tác phẩm viết rất hay và đầy xúc động về tuổi hoa niên. Tình mẹ con, tình cha con, tình thầy trò, tình bạn, tình huynh đệ chiến hữu cùng trường cùng phố, tình yêu đầu đời vô cùng non nớt mà sâu nặng thuở học trò. Từ trong quá khứ thời gian khổ trở về giàu dạt tâm hồn tôi khi đọc cuốn sách phải nói là rất lạ lùng này. Bảo Ninh